Alo, Honey, mấy ngày nay em đi đâu vậy? Gọi điện cũng không nghe, rốt cuộc có chuyện gì? Kim Ba, Mau Mau bị tai nạn xe rồi. Sao vậy? Tai nạn xe cái gì? Bây giờ phải lập tức làm phẫu thuật, nhưng mà trên người của em không có tiền. Kim Ba, anh có thể vay cho em ít tiền được không? Bây giờ em ở đâu? Anh đến ngay. Không cần đâu, em không có ở Bắc Kinh. Bọn em gặp tai nạn ở vùng khác. Kim Ba, Mau Mau bây giờ đang ở trong phòng phẫu thuật, phải lập tức làm phẫu thuật ngay. Kim Ba, xin anh cho em vay ít tiền đi được không? Được được, anh chuyển tiền cho em luôn. Đừng gấp mà. Không được khóc, nhớ chuyển số tài khoản cho anh nha. Cảm ơn anh nhiều lắm. Chị à, em giữ được tiền rồi. Em đưa cho đồng nghiệp rồi. Cả nhà họ đều rất biết ơn chị đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chị đúng là Bồ Tát sống chuyển thế. Cảm ơn chị nhiều. Bye bye. Bye bye. Xin chào, số máy bạn vừa gọi đã tắt máy. Chuyện gì nữa đây? Sao đưa tiền xong lại tắt máy rồi? Chưa liên lạc được hay sao? Vẫn không nghe hay sao? Con gặp phải lừa đảo rồi, còn không chịu nhận nữa. Người ta lừa một dạng tệ của con đi rồi, còn lâu mới để cho con tìm thấy. Mẹ, mẹ đừng nói khang đẩy hình như vậy được không? Là không gọi được điện thoại, chứng cứ đâu ra? Mẹ dựa vào đâu mà nói người ta lừa đảo? Nếu hai đứa con bình thường, còn đang yêu nhau, sao có thể nói là lâu như vậy mà không mở điện thoại, sau đó không chủ động liên hệ với con? Ấu trĩ quá rồi. Mẹ bảo này, chuyện rõ ràng như thế rồi còn không thừa nhận, con ấu trĩ được chưa? Dù sao mẹ cũng ngứa mắt con đúng hay không? Trong mắt của mẹ con lúc nào cũng sai. Bảo mẹ ngứa mắt con là ý gì chứ? Con bị lừa rồi, con phải thừa nhận là con bị lừa đi chứ. Con bị lừa được chưa? Tất nhiên rồi. Chị Hoa, em để cho chị yên tĩnh một mình. Em đi, con không cản mẹ nữa. Con vẫn còn hăng hái lắm.